Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì video lần này thì sẽ là trả lời cho một bạn á, thì bạn này có hỏi mình là hãy làm cái video bấm đọt đợt 2 đi. Thì nay bí của mình nay cũng đã được một lạng rồi nha mọi người ha. Đây mọi người có thể xem ha, cỡ này là mình có thể là bấm ngọn cái đợt 2 được rồi nha mọi người. Thì đợt 2 các bạn là mình sẽ bấm ngọn ở trên những cái dây chèo nha. Thì ở trên cái đợt 1 á, là khi bí của mình các bạn mà nó được đâu là tầm khoảng đâu là 6-7 lá các bạn, hoặc là 9 lá trở lại á, thì mình có thể là mình tiến hành là mình bấm đọt cái đợt 1 cho nó nha. Và sau khi mà nó ra những cái chèo á các bạn, và mình đợi nó cho nó trường bò đâu khoảng đâu là 1 mét mấy nha mọi người ha. Và đợi khi bí của mình á, mà nó ra tầm khoảng đâu là cỡ này là cũng được rồi nha mọi người ha. Cỡ này nè, cỡ này là được rồi nha mọi người ha, là chắc chắn là nó sẽ không có chạy các bạn. Là mình sẽ tiến hành là mình bấm cái cơ hai cho nó ở bấm tìm ngọn các bạn. Mình hay nói lộn cái vụ mà cơ hai trên cái qua tết bấm ngọn đợt 2 cho nó, nhưng mà ở đợt 2 thì mình chỉ bấm cái tìm ngọn thôi. Ở đây bí nữa nè, mình thấy không? bí của mình trồng thì nó không có tốt nha mọi người ha, nhưng mà được cái trái nó nhiều. Bí mà nó càng sung quá các bạn, mà nó càng tốt quá là nó chỉ bò thôi chứ nó không có ra trái nhiều đâu. Đây là cái ngọn của nó nha mọi người ha. Ở đây mình chỉ bấm cái tim ngọn nè, đây nè mọi người xem nè, đó bấm như vậy thôi nha mọi người ha. Thì ở đây là nó vẫn còn những cái lá nữa nha mọi người ha. Thì thông thường á, thì mọi người nghĩ á, khi mà bấm cái tim ngọn của nó thì nó sẽ đưng lại, nhưng mà thật chất là nó vẫn là trường bò nha mọi người ha. Và nó bò xa nhất luôn các bạn, là tầm khoảng 4 mét luôn á. Cái loại mà giống dây này các bạn thì nó bò dữ lắm. Nè bí của mình nè, ở nhìn bí của mình đi, nó nhìn nó đâu có tốt mấy đâu, nó còn bị vàng lá nhóc luôn á. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ cắt bỏ thôi. Đây nè, mấy cái lá mà bị vàng vàng mình cắt bỏ hết. Cái lý do các bạn là khi mà những cái lá mà nó bị vàng là do nó bị nhiễm khuẩn nó. Thì các bạn có thể là cắt bỏ, đồng thời là các bạn có thể là xịt cho nó một số loại thuốc nha. Ví dụ như Aqua cộng với thằng Ram nha. Thằng Aqua là nó chuyên trị về nấm bệnh, cũng như là mình kết hợp với thằng Ram á, là mình có thể mình trị được cái bọ trĩ nha mọi người ha, cũng như là rầy luôn. Cái thuốc Ram á các bạn là cái thuốc trị về rầy chứ không phải là chuyên về là trị bọ trĩ nha mọi người ha. Nhưng mà nó diệt được luôn cái thằng bọ trĩ nha. Ở đây mình lưu ý cho các bạn nha, chứ không mà có một số bạn nói mấy cái thuốc Ram là trị rầy mà sao hôm nay nó chia sẻ về bọ trĩ. Thật chất là nó vẫn là diệt được nha mọi người ha. Nhưng mà mình tiết kiệm được tiền luôn, là mình trị được là bộ dưa nè, bộ trĩ nè, rồi bộ xích luôn nha mọi người ha. Rồi cũng như là trị được rậy luôn. Nó bà xịt vào cái thời gian là buổi chiều. Còn cái thằng Aqua thì các bạn có thể kết hợp cộng chung luôn xịt. Nó phòng luôn được cái sương mai nó, nhưng mà tại vì nó trị về nấm bệnh đó các bạn, mình kết hợp mình xịt cho nó ha. Còn nếu mà nó bị sương mai không á, thì mình có thể sử dụng thằng Mát Hero mình xịt là nó hiệu quả. Trồng bí á các bạn đừng có nghĩ là bí của mình á các bạn mà nó bò nó xanh lè luôn nó tốt, là nó trái nó nhiều, đó là một trong những cái sai lầm nha mọi người ha. Đây nè các bạn, mình dòm bí của mình nè, vàng vàng lá đó nè, nó nè, nhưng mà trái là vẫn ok, nhưng mà trái mất rượt luôn. Đây mọi người, đó thì mình dạch cái khúc này cho các bạn xem nè. Đây không các bạn thấy không, mất rượt. Ở đây mình chỉ còn xịt dưỡng hàng canxi bo thôi, hàng canxi mà 24 giờ thì nó ngon hơn. Đó nè các bạn xem nè, nó cái này thì mình để nó bự bự tí nữa. Cỡ này là bấm ngọn là ngon nè. Rồi các bạn thấy không, gốc bệnh để mình coi, mình bấm ngọn cho nó luôn. Thì tí mình cũng muốn hay đi nè, đợt hai là bấm ngọn như thế này thôi, tim ngọn nè, thấy không, thấy tim ngọn không các bạn. Đây là mình chia sẻ cho những cái người bạn mới nha. Đấy, như vậy là ok nè. Sau này mà nó có ra những cái trái mà nữa các bạn thì các bạn đừng có để nha. Đây nè, đãi nè. Bí này các bạn thì tầm độ khoảng đâu 30 ngày là nó sẽ bắt đầu lên, là nó trổ bông đực nha mọi người ha. Và tầm là vài ngày nữa thì nó sẽ ra những cái bông cái. Thì anh em cứ đợi nó bự bự là anh em thụ phấn cho nó ha. Còn cũng như là anh em bấm cái đọt đợt 2 cho nó. Anh em xem. Ở đây những cái nào mà nó rậm rạp quá vậy nè. Bí nè anh em xem không? Anh em xem bí nè.
mình phải cắt bấm tìm ngọn cho nó, đặng nó tập trung nó nuôi quả. Ví dụ như dây nó ở đây phải không, mình phải kiếm được cái dây của nó. Đây các bạn nè, cái dây của nó nè, bấm cho nó cho mình ha. Đây nó tìm ngọn nha mọi người ha. Nó thì nó bây giờ là nó mới tập trung là nó nuôi trái được. Đây nó vẫn còn nè, mình tìm hết. Cái này nha mọi người ha, cái này. Đây. Nó này nè. Đó, ở đây là mình quay nó hơi rung nha mọi người ha, đang sử dụng cái điện thoại đó, thành ra mình vừa làm vừa quay cho các bạn xem, làm demo cho các bạn xem. Mai thì mình sẽ tranh thôi, cái nào mà nó bự bự cỡ này nè, anh em cứ nhắm cỡ này nè. Cỡ này là nó 2-3 lạng là khỏe luôn. Đó. Cỡ này là nó đâu có chạy được nữa đâu. Cái này thì mình chỉ việc mình thịt dưỡng thôi, bây giờ nó bị xương mai chăng nữa nó vẫn phát triển mình bình thường. Đúng không? Anh em cứ đừng có nghĩ là bí mà trồng bí mà nó bị vàng lá này nọ chúng ta bị thất thu là không có. Bí mà nó càng xanh quá là có bông đực không à, nó không có trái đâu. Có nhiều bạn là hỏi mình luôn á, hỏi mình là sao mà trồng bí mà phát triển tốt quá mà sao toàn bông đực không ra bông cái. Thì cái trường hợp này anh em cứ bấm tìm ngọn cho nó nha. Bí của mình nè các bạn dòm đi nè, nó đâu có tốt mấy đâu, bị vàng lá nhóc luôn á. Mà không thèm xịt, cắt bỏ luôn. Thường thường là xịt thằng Nativo cộng với thằng Andracon nha mọi người ha. Liều lượng là như nó chỉ là sẽ phòng được cái bệnh vàng lá. Nè, cỏ mọc nhóc luôn các bạn. Em thấy bí của mình không? Đó. Anh em mình chứng minh cho anh em xem luôn. Ở đây là mình trồng nó bị vàng lá nhóc luôn. Chứ lại mình nên, ví dụ như chỗ nào mà nó có những cái bông cái nhiều các bạn. Như chỗ này đây nè, trái nè. Cái lệnh luôn nè. Mà nó khi mà nó ra bông á, những cái trái mà nó chưa được bự mấy các bạn, thì các bạn nên tỉa những bớt cái tán lá cho nó, hoặc dạch nó ra nè, dạch nó ra để cho nó phát triển nha mọi người ha. Chứ mọi người đừng tại vì á, cái khoảng cách của nó là trồng là khoảng cách á, đúng của nó là clip cái clip với các bạn là 3 mét tới 3 mét mấy, nhưng mà ở đây mình trồng nó đâu có tới đâu, nó bị sai cái quy cách, thành ra mình phải như nào không, cắt lá dục hết để cho nó thoáng, đặng nó quang hợp được. Cái khoảng cách là nó là như vậy nha mọi người ha. Thì mọi người là phải trồng cho nó xa ra, trồng cho nó xa ra. Nếu như mà anh em mà không có đất như mình á, thì anh em tỉa bớt lá bỏ đi, nó không có ảnh hưởng gì đâu. Quan trọng là cái giai đoạn mà nó ra trái như thế này nè, nó mình mua những cái thuốc dưỡng mình dưỡng cho nó, cũng như là mình đi phân lại cho nó. Hôm qua mình mới rải phân cho nó luôn các bạn, rải phân 20-15 á, để cho nó thúc trái. Mà rải ít hả, chứ không rải nhiều. Hôm qua rải động trời mưa luôn, trúng động trời nó mưa luôn. Nè, như mà những cái trái bí này nè, thấy không? Anh em thấy không? Nó mới vừa ra nụ nè. Là cái này là nay mai là mình sẽ thụ phấn cho nó nè, phải không? Nè, thì ví dụ như mà nó dày quá đúng không? Anh em ngắt bỏ lá vậy nè, bỏ. Ngắt bỏ hết, anh em để cho nó thông thoáng vậy nè. Là nó phát triển tốt nha. Đó, anh em thấy bí không? Bí này mình đang trồng giống Hưng Nông nha mọi người ha. Thì 70 ngày là mình sẽ cắt bán đó. Còn giờ thì nó còn nhỏ xíu. Giờ nó đã đậu quả rồi, giờ chỉ việc dưỡng thôi, chứ đi phân đều thôi. Giờ mình không có cần xịt thuốc nhiều đâu anh em, không cần xịt thuốc nhiều. Quan trọng là cái giai đoạn của nó là cái giai đoạn là nó từ là 10 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi nha anh em. Phải anh em bắt buộc là anh em phải xịt cái phòng bọ trĩ cho mình, sằng Arsen cũng được đó, thuốc gì cũng được đó, miễn là nó trị bọ trĩ. Anh em ra ngoài vật tư nông nghiệp đó anh em nói, nhưng mà kết hợp với thằng Awa ha, với những thuốc mà trị xương mai các bạn. À, bí anh em xem cũng được không mọi người ha. Nè mình nè, mình ở đây nè, mình nói các bạn nè, ở đây mình không có dạch ra nè, bị vàng lá rụng nè, thấy không nè, thấy không đây, anh em thấy không, do dày đặc quá. Ví dụ như ở đây nè, mình phải tỉa nó bớt cái nắng lá. Nó cỡ này dục là ok nha mọi người ha. Mọi người phải lặt lá dục hết, không ảnh hưởng gì đâu, sợ. Hôm nay mình chia sẻ cho bạn về những cái vấn đề về qua Tết, chứ cũng như mấy chủ đề khác đó, thành ra mình chưa có tập trung bí, tại vì mình đang đợi bí của mình á, nó đủ cái lượng trái, cái
cái lượng gram các bạn khoảng 200 gram á, thì mình làm clip ngắt đọt đợt 2 cho các bạn xem. Anh em thấy không nè, mình cắt biết mấy cái lá mình dục hết rồi đó. Vàng lá nhóc luôn nè, mấy cái nào vàng lá nó bị nhiễm khuẩn anh em cắt dục hết đi. Bây giờ là chủ yếu là tập trung nó nuôi trái thôi. Và cái video của mình ở đây là chia sẻ cho những cái người bạn nào mới trồng nha các bạn ha. Mình không có dám mà qua mặt mấy anh mà trồng lâu ha, mất công anh mấy anh lại bắt bẻ em. Với lại cái cách trồng của mình á là nó khác với những cái người ta, tại vì mình hay phối thuốc á các bạn, mình hay phối thuốc, mình xịt lắm, tại vì mình xịt làm sao mà cho nó tiết kiệm nhất chứ mà nói mà xịt mà thẳng thét đi, xịt mà thẳng thét ví dụ như bệnh sương mai lấy xịt thằng mát hydro hết liền, thằng bỏ trĩ đi xịt thằng arsen nó còn mà lỡ cứ rễ cứ xịt thằng alias nó, thì những cái loại thuốc đó xịt là cái hết làm nó hết liền. Nhưng mà mình phải tiết cách mình tiết kiệm, ví dụ như mình vừa xịt nó bí của mình mà nó vừa bị rầy đi mà nó vừa bị bỏ trĩ luôn, thì mình xịt thằng ram cộng với thằng aqua thôi, thằng vậy là được nha mọi người ha, nó đơn giản vậy thôi. Thì bí của mình trồng cũng được nha mọi người. Để đi quay giáp giáp cho các bạn xem cái đám bí này, hôm nay mình không có quay, mình quay trong ở trong cái đám bưởi không mà, đám bí mà trồng chứ xen canh với đám bưởi đó, thì bữa giờ thì không có vô đây quay cổ quá nên quay cũng ngại, nhưng mà nay nó ra trái rồi nhưng mà kệ, cứ quay cho các bạn xem ha, đừng có ném đá mình nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Đây nhìn bí nó đâu có tốt mấy đâu nhưng mà trái rất là ok nha mọi người đó, mọi người xem ở đây nó mới ra nụ nè, nè phải ngắt bỏ mấy lá này đi cho nó quang hộp, ngày nay mai là nó sẽ trổ bông và có những cái bông đực đó, và cái bông cái đó mình thụ phấn cho nó. Còn nếu mà mình sót thì cũng có ong bướm nó vô nó thụ phấn. Nay quay nó hơi dài một tí nha mọi người ha, bữa giờ không có làm một giờ bí hồ lô á, thành ra nè vừa rụng bông cá nha mọi người ha, vậy là ok rồi. Ở đây mình quay clip mình đụng cho các bạn xem chứ thật chất các bạn đừng có đụng thường nha, nó chạy đó. Bí bự bự ổng ổn chứ đi. Cỡ bự bí bự bự cỡ này nè là mình đụng được nha. Còn nếu mà nhỏ quá đừng nên đụng nha. Ở đây mình có trồng thêm mấy cây cà pháo nữa các bạn. Vừa thu hoạch bí xong là mình chuyển sang là trồng cà pháo luôn nha các bạn ha, mình dặm cà pháo luôn. Nay mai là mình sẽ chia sẻ lại cho bạn về kỹ thuật trồng cà pháo nha mọi người ha. Đây. Đó các bạn xem ha. Thì nay cũng đã trả lời cho bạn về cái cách bấm độn đợt 2 cho bí hồ lô nha. Thì mọi người nhớ ha, thì khi bí của mình mà nó đạt tầm 1 lạng đến 2 lạng thì mình tiến hành mình bấm tiêm ngọn cho nó ha. Đồng thời thì mình có thể mình xịt thuốc dưỡng cho nó và đi phân, tưới nước đều là ok. Anh em mà nào có điều kiện nữa thì hãy tưới bét cho nó đều, nó thấm nước. Còn không điều kiện thì mình cứ tưới tay thôi. Bí thì thông thường là nó khoảng đâu là khoảng 1 ký nha mọi người ha. Trái này cũng được 4 lạng rồi nè. Đó, anh em xem. Đó. Thì mốt thu hoạch thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi thì video quay tới đây thôi nha mọi người. Mình xin được mến chào nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha. Để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Thì sắp tới thì mình sẽ quay về qua Tết nha các bạn, cũng như là một số cây rau màu khác. Bí thì hết vụ thì mình sẽ tạm ngưng, và thời gian tới nữa thì mình sẽ trồng lại và chia sẻ lại cho các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào.